Ca sĩ Hồng Phúc tên thật là Nguyễn Quốc Thanh, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1981 tại Kiến An, Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông Hồng Phúc cũng từng là thành viên của nhóm nhạc 1088, một ban nhạc nam nổi tiếng trong dòng nhạc trẻ Việt Nam. Dưới sự quản lý của công ty Cánh Chim Việt, sau khi nhóm nhạc 1088 tan rã, ông Hồng Phúc bắt đầu sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành thần tượng của một lượng khán giả trẻ 8X và 9X trong suốt những năm thập niên 2000. Sau khi phát hành album thứ 5, ông Hồng Phúc đã phải nghỉ một thời gian khá dài vì bị thoát vị đĩa đệm, tưởng như phải từ bỏ sự nghiệp sớm. Nhưng với những nỗ lực hết mình, ông Hồng Phúc đã chiến thắng được căn bệnh và bước trở lại Facebook. Sau khi điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm tại Singapore trong vòng 2 năm, đầu năm 2009, anh đã trở lại làng giải trí Việt. Sau những scandal tình ái bên lề, năm 2014, ông Hồng Phúc công khai tình cảm chính thức với người mẫu Kim Cương. Ông Hồng Phúc chung sống trong vòng 6 năm với Kim Cương. Cô đã có một đời chồng và có một con riêng, và hai người có con chung tên là Nguyễn Quốc Minh. Nhưng đến ngày 1 tháng 12 năm 2018, cả hai mới làm đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Bằng Kiều tên đầy đủ là Nguyễn Bằng Kiều, sinh ngày 13 tháng 7 năm 1973. Bằng Kiều từng tham gia các ban nhạc như Chiều Khóa Vàng, Hoa Sữa, Quả Dư Hấu và sau đó tách ra hát solo riêng. Hiện nay Bằng Kiều là ca sĩ độc quyền của Trung Tâm Thúy Nga. Bằng Kiều là con trai út của người vợ thứ ba trong một đại gia đình có truyền thống nghệ thuật, gồm một người cha và ba bà mẹ với 16 anh chị em ruột. Mẹ Bằng Kiều là nghệ sĩ cải lương và chèo Lưu Nga, cha anh là bác sĩ Nguyễn Bằng Bùi, nhưng ông cũng tham gia nghệ thuật rất hăng say. Gia đình dòng họ Nguyễn Bằng của anh sinh sống ở căn gác nhỏ nằm ở Ngô Sĩ Liên tại Hà Nội. Khi bộc lộ tài năng, anh được cả nhà dành tiền đầu tư cho học nhạc và theo đuổi sự nghiệp. Bằng Kiều có hai người anh trai được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Bằng Kiều cho biết mẹ anh hồi mang thai đã nằm mơ nhặt được anh ở cầu Xà Kiều nằm ở xã Quảng Phú, Ứng Hòa, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, nên đặt cho anh cái tên Bằng Kiều. Vào năm 2002, anh định cư tại Mỹ và kết hôn với ca sĩ JJ Phương Trinh. Cả hai đã có với nhau ba cậu con trai. Mặc dù vậy, sau 10 năm chung sống, hai người đã chính thức chia tay.